cô ha. Mình sẽ đi tiếp các control tiếp dùng cô, mình còn rất nhiều control nha các em. Mình đi tiếp cái phần tiếp theo cho cô là về in my list ha. Nãy mình mới vừa đi xong cái phần là list box, check list box với lại combo box rồi. Giờ mình sẽ đi qua cái control tiếp theo cô. In my list ở đây nó là control gì? In my list nó là một dạng danh sách chứa các cái ảnh ha. Mà ở đây nó để làm gì các em? Cô lấy ví dụ nè. Hồi nãy cái bài tập về xí ngầu của mình á, là mình có 6 cái bức ảnh về xí ngầu đúng không? Thì mình sẽ quy định các bức ảnh đó nó có thể là nó không giống kích thước với nhau. Nhưng mà giả sử sau này các em viết những cái game mà nó có nhiều ảnh hơn, và các ảnh đó mình yêu cầu về độ phân giải màu sắc nè, kích thước nè, à, rồi những cái trọng số của từng bức ảnh nó sẽ được thiết lập riêng. Thì lúc đó nó có quá nhiều ảnh đi thì mình sẽ có một cái control cho phép mình quản lý hết tất cả các ảnh đó, thì nó được gọi là in my list nè. Nó cho phép mình gom hết các bức ảnh vào trong một cái control. Khi mình muốn xài bức ảnh nào thì mình chỉ cần đi vào bức ảnh đó, vào cái in my list đó, mình lấy cái bức ảnh thứ y đó ra là được à. Thì đúng không, thì đó được gọi là tác dụng của in my list ha. Năm nay là nó là cho control cho phép mình lưu trữ hết tất cả các bức ảnh của mình có lên một control ở trên cái project của mình luôn, chứ mình không cần phải mình tạo một cái thư mục rồi mình quăng cái thư mục đó vào cái thư mục cài đặt nữa, mà là mình gom hết những ảnh đã có sẵn đi vào trong một control, mình quản lý cái control đó ha. Thì các cái thuộc tính mình làm việc với lại in my list thì nó là thuộc tính in my ha, lấy nó là danh in my có s nha các em, là danh sách các cái bức ảnh ha. Rồi để dùng với lại in my list thì thực chất á ha, nó cũng giống như là các control in my thôi, nhưng mà nó co mình là một giống như là một mảng danh sách các bức ảnh. Thì để tạo một cái in my list thì các bạn sẽ new mới cho cô một đối tượng nè ha, in my list nè. Rồi mình sẽ cấu hình các thuộc tính của cái in my list, ví dụ các cái bức ảnh trong in my list đó có kích thước là bao nhiêu, độ phân giải màu sắc như thế nào đó. Ví dụ cái độ màu nó cho là cho cái bức ảnh là 8 pixel nè ha. Rồi và kích thước in my size của nó thì nó sẽ là 16 16 nè. Rồi sau đó là mình lấy ảnh mình đưa vào trong cái in my list để mình quản lý. Là lúc này sau khi mình đã lấy ảnh mình đưa vào in my list rồi thì mình không cần quan tâm đến cái thư mục ảnh nữa, nhớ là thư mục ảnh đó. Có một cái, nhưng mình không cần quan tâm, mình chỉ quan tâm cho cô cái in my list thôi. Thì khi mà mình làm việc với ảnh thì mình chỉ cần đi vào in my list, mình lấy cái bức ảnh số 1, số 2, số 3 đó ra mình xử lý. Thì ở đây nó hướng dẫn các bạn cách để mình lấy các cái ảnh vào in my list ha. Thì em ta sử dụng cái directory.getfile là mình sẽ học trong chương số 7. Nên đến đây cô không có nói nhiều về vấn đề là chúng ta đưa ảnh vào ha. Rồi mình làm quen với lại là cái gì, việc thêm vào từng bức ảnh, thêm ảnh vào in my list rồi mình để lấy từng bức ảnh trong in my list đó, thì các bạn sẽ sử dụng cho cô các phương thức, ví dụ là cái gì, in my chấm add nè ha, add cái bức ảnh đó vào trong cái in my list thì là in my list chấm in my chấm add, thêm mới một bức ảnh vào thì tùy thuộc vào ảnh của các bạn là in my hay là ảnh của bạn là icon hay là ảnh của bạn là cái gì đó, các bạn truyền các bức ảnh tương ứng vào cho cô. Thế này mình sẽ làm thêm cái bài tập thực hành ha. Những cái control không quan trọng thì cô đi sơ qua nha các em. Rồi mình qua cho cô cái control tiếp theo mà mình rất hay xài, list view ha. Hoặc là sau này các em làm với lại database, các em sẽ làm cho cô về data review. Thì bây giờ list view nó là control gì đây? Nó là control cho phép mình lưu trữ danh sách dữ liệu của mình theo nhiều cột, nhiều dòng. Hồi nãy mình có nè, test box á, là lưu trữ giá trị ha, một giá trị thôi. List box á, là cho mình lưu trữ nhiều giá trị ha, nhưng mà có một thuộc tính thôi. Còn list view nó cho phép mình lưu trữ nhiều giá trị có nhiều thuộc tính. Ví dụ một sinh viên thì list box á, nó chỉ cho phép mình lưu trữ tên sinh viên thôi. À, qua list view nó cho phép mình lưu trữ cái sinh viên đó có mã là gì, có tên là gì, có ngày tháng năm sinh là gì tương ứng.
thì đó là công dụng của list view, nó khác với lại listbox chỗ đó. Nó là cho phép mình lưu trữ dữ liệu theo dạng nhiều dòng, nhiều cột ha. Thì nó là dạng trình bày danh sách, nó có bốn dạng như sau. Để mình xem các dạng của nó thì sử dụng cho cô ha. Cho sử dụng nó sẽ có những dạng như sau nè, dạng list là nó cho mình danh sách, hoặc là dạng là cái gì? Detail ha, cho phép xem chi tiết các cột, các dòng. Hoặc là dạng về ảnh thì nó sẽ có là small nè ha. Thì các bạn sẽ xem tương ứng với cô. Thì nếu mà mình đi về dạng list thì nó gần gần giống listbox. Còn nếu mà mình để dạng detail á thì nó sẽ cho phép mình xem dựa vào các cột và các dòng tương ứng. Nếu mà mình xem cái listbox đó ở ở dạng detail ha. Nên đa số khi mà mình sử dụng listbox thì các bạn sẽ phải định dạng lại cho cái thuộc tính của nó, hoặc cái view của nó sẽ là định dạng theo cái dạng nào, list hay là detail ha, hay là dạng icon. Thì đây mình sẽ có các thuộc tính của list view, các bạn nắm cho cô thuộc tính cơ bản của nó nè. Một list view nó làm việc với một đối tượng bởi nhiều cột và nhiều dòng, cho nên nó sẽ có thuộc tính column, danh sách các cột trong list view. Rồi nó cũng có muốn làm việc với lại phần tử thì nó cũng có thuộc tính giống list box, đó là thuộc tính items. Thuộc tính item là danh sách các phần tử trong list view, và danh phần tử này nó là các hàng trong list view ha. Rồi nó cũng cho phép mình làm với lại ảnh thì nó sẽ có in my list đó. Khi mình lại list view mình có thể chèn cái ảnh in my list vào. Rồi thuộc tính view nè, view là chế độ hiển thị của list view, thì các bạn nắm được để làm trắc nghiệm ha. Thì nó sẽ có view dạng là gì, list dạng detail, dạng in my, tùy theo các bạn chọn các chế độ tương ứng. Rồi để lấy ra danh sách các phần tử được chọn trong list view thì nó sẽ có selected items ha, danh sách các phần tử được chọn trong list view đó. Để là mình nắm cho cô các thuộc tính, thì về cơ bản các cái thuộc tính của list view nó cũng gần giống với lại các thuộc tính của list box, nhưng mà nó có nhiều hơn. Bởi vì sao các em, nó có đối tượng là cột, là column nữa ha. Cho nên khi mà mình làm thì mình có thể là mình định nghĩa cho cô một cái list view có những cột nào, thì để thêm một cột vào list view thì các bạn có thể làm bằng hai cách. Các bạn làm bằng design ha, hoặc là các bạn làm bằng là gì, code. Thì cái phần design thì cô sẽ hướng dẫn các bạn ở phần thực hành ha. Mình viết code thì các bạn sẽ viết cho cô câu lệnh nè, list view chấm column chấm mẹ, là mình định nghĩa một cột, và định nghĩa cột đó thì nó sẽ có nè tên của cột, kích thước của cột, rồi cái cột đó các bạn muốn canh trái canh phải gì đó ha. Thì alignment của nó sẽ là canh lề ha, là trái là phải hay là canh giữa, thì tùy thuộc các bạn muốn chọn các cái định dạng tương ứng. Thì đó các bạn nắm cho cô, với list view thì mình có thêm thuộc tính là column, cột, cho nên mình sẽ phải định nghĩa nó sẽ gồm những cột nào. Sau khi mà mình định nghĩa cột rồi thì bắt đầu mình mới thêm dòng vào. Cho nên việc đầu tiên các em làm với lại list view là các em phải định nghĩa cột trước cho cô ha. Cột, một list view của mình có bao nhiêu cột? Ví dụ quản lý sinh viên đi, mình muốn quản lý bốn thuộc tính: họ tên, năm sinh, địa chỉ, quê quán, thì mình định nghĩa bốn cột như vậy. Rồi sau đó mình mới thêm các dòng vào ha. Thì thêm các dòng vào list view thì chúng ta sẽ định nghĩa cho cô nè. Để thêm phần tử vào list view thì mình nắm cho cô mỗi một phần tử trong list view nó là một đối tượng list view item ha. Mà một đối tượng list view item thì nó sẽ là thể hiện luôn đối tượng đó gồm những thuộc tính nào. Ví dụ một sinh viên, có mã sinh viên, họ sinh viên, tên sinh viên, thì đã được gọi là một đối tượng list view item ha. Và đối tượng của list view item thì nó luôn mặc định nó là thuộc tính ở cột đầu tiên, còn các cột tiếp theo thì nó được hiểu là sub item của cái list view item đó. Cô lấy ví dụ nè, cô có một cái bảng như sau: họ tên, học vấn, ngày đăng ký, thì cái Nguyễn Văn Thành này nè nó được gọi là một list view item, đại học được gọi là sub item của Nguyễn Văn Thành, ngày đăng ký 10 tháng 10 này nè là sub item của Nguyễn Văn Thành, còn họ tên, học vấn, ngày đăng ký thì được gọi là column nè. Đó là mình nắm cho cô
các cái gì thuộc tính của list view. Thì bây giờ mình thêm một item vào trong cái list view thì định nghĩa cho cô nhớ nha, đối tượng của list view là list view item ha. Cô, ở đây họ định nghĩa một cái list view item bằng new list view item nè, truyền vào cái tên của list view item đó, test nó là gì, rồi để add nó vào thì sẽ sử dụng là gì, list view items add ha. Thì ở bên list box á, thì cái ở trong add này của mình là chuỗi đúng không, thì ở đây ở trong list view thì ở trong cái add này của mình nó là một list view item ha. Và một list view item thì nó sẽ có nhiều sub item nếu mà nó có nhiều cột ha. Thì bên này nó sẽ có hướng dẫn các bạn thực hiện để thêm dữ liệu, sửa dữ liệu và xóa dữ liệu tương ứng ha. Rồi để hiển thị nhiều cột, nhiều dòng trên list view thì nhớ thiết lập cho cô view của list view của mình là dạng detail ha. Rồi cái gì, list line của nó là dạng lưới nè ha. Chúng ta đi vào cái dạng bài tập dùm cô. Xóa thì giống như bên list box, remove. Xóa theo vị trí thì là remove at ha. Rồi mình đi vào mình làm cho cô cái bài tập này. Thiết kế một cái form dùng để thêm và xóa ha, cái danh sách nhân viên, sinh viên gì đây. Thì chúng ta đi vào chúng ta thiết kế cái thằng này ha. À muốn thiết kế cái thằng birthday này nè. Thì nó được gọi là cái thằng birthday này nó được gọi là data maker ha. Thì các bạn chưa học về data maker à, để cô nhảy slide một tí đi, cô hướng dẫn cái phần data maker luôn rồi cô hướng dẫn lại cái bài này à, cô nhảy slide một tí thôi, nó cũng ngắn là không có gì nhiều đây. Thì các cái đối tượng mà làm việc với ngày tháng năm thì mình sẽ có hai cái control gọi là month calendar với lại data maker ha. Thì month calendar nó là cái gì, đây là month calendar nè, control dạng cuốn lịch đúng không, data maker là một cái text box nhưng mà hiển thị cho mình chọn ngày tháng năm bên dưới, thì đó là hai control mà mình sẽ nắm ha. Data maker là một cái text box cho phép mình, nó chỉ hiển thị trên một dòng để mình phép mình chọn ngày tháng năm, còn month calendar nó là dạng là cái gì, cho phép mình hiển thị ra một mình chọn một cái vùng giờ tương ứng. Nhớ làm trắc nghiệm nha. Rồi month calendar thì các thuộc tính của nó cơ bản là mình sẽ nắm cho cô là cái gì, mình sẽ chọn cho nó cái ngày bắt đầu và ngày kết thúc của cuốn lịch đó là ngày nào. Rồi thuộc tính lấy ra ngày tháng năm hiện tại là today date, lấy ra ngày tháng năm hiện tại trên máy. Biến cố mặc định của nó là sự kiện thay đổi ngày tháng năm, day change ha. Nên nắm cho cô các cái thành phần như vậy để mình lấy ra được, định cấu hình được cái month calendar. Còn cái data maker thì nó nắm cho highlight cho cô ý này hoặc ghi giúp cô cái ý này. Data maker là kết hợp giữa month calendar và combo box. Nó là một câu đề thi trắc nghiệm ha. Là nó là một cái dạng text box có một cái dòng sổ ra và khi sổ ra nó sẽ cho cái mình chọn ngày tháng năm bên dưới ha. Đó là month calendar kết hợp với lại cái combo box ha. Thì thuộc tính của nó thì cũng giống như thuộc tính của calendar thôi, nhưng mà nó có thêm các cái thuộc tính riêng của nó ha. Ví dụ nó sẽ có format nè, định dạng cho mình là các cái dạng hiển thị cái cuốn lịch của nó ngắn dài hoặc là ngày tháng năm theo định dạng long short gì đó, ngày tháng năm, tháng ngày năm hay là gì đó, thì là mình đi vào cái phần định dạng ha. Rồi thiết lập các thuộc tính ngày lớn nhất, ngày nhỏ nhất, max min. Rồi muốn lấy ra ngày tháng năm mà người ta chọn là thuộc tính value à, và biến cố ngẫu nhiên của nó là value change đó. Mình highlight những cái ý này rồi tí nữa mình vào mình làm bài tập ha, để làm ta nắm cho cô cái phần là cái gì, data maker ha. Rồi cô giới thiệu sơ qua về control đó để cô quay lại cái bài tập. Nãy cô quên slide bao nhiêu rồi ta, mình sẽ làm cái bài tập này ha. Thì bây giờ mình sẽ đi vào mình thiết kế trước. Cô đi vào cô thiết kế.
Real. Rồi, mình đi vào mình thiết kế cái bài tập cái form này. Thì cái form này cô sẽ thiết kế như sau. Có một cái text box, một cái label, thực chất đó, khi mà mình học về control thì mình học qua bài tập là nhanh nhất ha. Rồi. Nó sẽ có ba cái button. À, một cái list view. Rồi. Nó thiết kế đẹp đẹp như thế này, có nghĩa là nó đưa vào cái bundle. Sau đó nó đưa cái border style lại đó. Cái group mà không có gì hết thì được gọi là bundle ha. Bên trong container đây. Hình 3D đi cho đẹp. Border style. Rồi. Ở đây nó sẽ có ba cái button. Có header. Rồi, ở đây là một cái list view ha. Cô kéo một cái list view vào. Này.
Hiện tại list view này của mình chưa có gì hết. List view. List view gì? Rồi. Một, hai cái test box. ID đây mình có hai cái test box ha. Sau các bạn chỉnh cái form của cái form lại á, cho nó định dạng cho hết tất cả các control bên trong, mình khỏi phải định dạng từng cái. Rồi cái birthday là data picker. Thì mình lấy cho cô cái data picker ha. Bây giờ mình đi vào mình xử lý nè. Họ yêu cầu mình viết các công việc như sau. Đầu tiên á, khi mà form nó load lên thì nó phải có ba cái cột này: ID, name, birthday. Thì các em có hai cách. Các em vào design các bạn thực hiện là cái gì? Các bạn định nghĩa cho nó, định nghĩa cho cô cái view. View là detail. Nhớ nha, mình thiết lập view là dạng detail thì nó mới hiển thị cho mình nhiều cột, nhiều dòng. Rồi tiếp theo mình đi vào mình cho nó ép cho nó các cột. Các em ép cái cột vào nên cô không có dùng bằng thiết kế này mà cô dùng bằng câu lệnh ha. Thì ngay tại sự kiện phong lót à, không, nó có cái lót header nè. Thì ngay tại sự kiện lót header này cô sẽ thiết kế cái list view của cô gồm có ba cột ha. Thì mình vào đây mình thiết kế cho nó. Đầu tiên mình sẽ thiết kế cái định dạng cho cái list view. Thì cái list view data chấm view sẽ bằng là gì? View chấm detail đó. Thì lúc này nó mới hiển thị cho mình nhiều cột, nhiều dòng. Rồi bây giờ cô đi vào cô định nghĩa của cô có ba cột. Làm việc với đối tượng cột thì mình sử dụng cái gì các bạn? Column, đúng không? À, làm việc với đối tượng cột thì sử dụng cho cô column.
Thì đây, cô đi vào cô sử dụng column như sau. Mà cột này không phải là cột bình thường, cột này là cột tiêu đề. Thì cô sẽ định nghĩa tạo ba cái cột. À, cô sẽ đi vào cô định nghĩa ra ba cái cột. Rồi sau đó là cái gì? Mình chỉnh độ rộng từng cột. À, mình có ba cột thì mình sẽ tạo ra ba cột đó, sau đó mình chỉnh độ rộng từng cột, rồi sau đó mình sẽ ép ba cột vào list view. À, ha, thì đây cô sẽ tạo ra ba cột như vậy. Tạo ra ba cột thì cô sẽ thay báo ba cái column. Cô xuống dưới đây, cô ghi dưới đây luôn cho các bạn theo ha. Column header đây. Tạo ba cột thì định nghĩa ba cái column header ha. Cô định nghĩa cái cột đầu tiên là cột gì ta? ID name birthday ha. Thì sẽ là header ID. Đó, bằng new column header. Đó. Rồi cột thứ hai column header h name bằng new column header. Đó. Rồi cột thứ ba birthday bằng new column header. Rồi mình có ba cột xong. Bây giờ mình sẽ định nghĩa cho cô tên của ba cột đó. À, bây giờ cô sẽ tên của ba cột thì sẽ cột đầu tiên cái HID của mình, cái cột hiển thị ra là ID đúng không? Thì sẽ là chấm test bằng ID. Rồi, HName chấm test bằng name. Birthday chấm test bằng birthday. Đó, mình định nghĩa cái tên của ba cột tương ứng, cái test của ba cột này nè. Rồi bây giờ cô định nghĩa độ rộng ha. Độ rộng cái thằng này kích thước nó bao nhiêu? 600 cho cột 200 ha. Rồi bây giờ cô định nghĩa cái độ rộng của từng cột thì HID chấm width 200, HID name ha 280, birthday 280. Đây là mình định nghĩa được bốn cột xong. Bây giờ mình sẽ ép cái ba cột này vào list view. Thì sẽ list view này mình muốn ép cái gì vào là x column đúng không? Thì là list view chấm column. À, nó chỉ khác nhau giữa column và item thôi. Item là dòng, column là cột. Mình đang định nghĩa ba cột thì phải là chấm column chấm s. Này mình s một cột hay s ba cột? S ba cột thì là s range ha. Rồi s ba cột vào, ba cột đó là ba cột nào? Thì trong này mình phải truyền cho nó một danh sách các cột. Thì các em không thể nào ghi là HID, HName, HBirthday được, mà phải định nghĩa cho nó một danh sách các cột. Thì cô sẽ định nghĩa nó một danh sách các cột, cô viết tắt như sau: new danh sách, new gì, column header ha. Một danh sách column header của mình gồm những cột nào? Gồm những cột sau: HID, HName, HBirthday. Đó, gồm ba cột như vậy. Là nó sẽ ép cho mình ba cái cột này vào trong cái list view ha. Chạy thử ha.
mà cô nhấn load header nó sẽ có 200 rộng quá, cho 100 đi. Ủa sao thằng này nãy 600 thì 200 400. À nó add cho mình ba cột nè. Mình sẽ có ba cột tương ứng. Đó là các bạn có được xong cái add header vào ha. Rồi, hoặc là mình không có ghi 10, 100, 200 mà mình ghi là cái gì, cái column, cái list view chấm column chấm gì các bạn, chấm width lấy bao nhiêu phần trăm. Ví dụ cái này thì mình lấy 30, cái này mình lấy 40, cái này mình lấy 30, 36 lần 100% đủ, đúng không? Cái này là cô để cố định nè. Hoặc là các bạn để là list view chấm width, đây là kích thước của nó nè, rồi nhân với 30% ha. Nhưng mà cái thằng này phải x, ủa nó không hiểu 30% mà, nhân với 0.30% là 0.3 ha. Thằng này ép kiểu sang integer đó, thì lúc này kích thước của nó sẽ bằng 30% kích thước của list view. Nếu mà các bạn không muốn để kích thước cố định thì các bạn để tĩnh như vậy, à không thích để tĩnh thì các bạn để động như vậy. Thằng này cô để 0.4, thằng này cô để 0.2 thôi ha. Thì lúc này nó sẽ là 90% đó, nó load cái list cho mình, nó còn dư 20 đây nè đó, tùy thuộc vào các bạn đưa vào các bạn xử lý ha. Rồi xong, mình xong cái định nghĩa ba cột. Bây giờ cái add one item nghĩa là khi mà người ta click vào button bên dưới, người ta nhấn add thì nó sẽ thêm cái này vào trong cái list view. Hồi nãy mình thêm vào trong list box là list box chống add. Còn khi mà mình thêm vào list view thì sao các em? Một cái list view thì nó là một dòng, mà một dòng thì nó là một đối tượng list view item, đúng không? Thì mình muốn add từng dòng thì cô phải tạo ra một cái list view item. Mà một list view item là nó là cái thằng ở cột đầu tiên, còn những cột còn lại nó là sub item của cái list view item đó. Nãy mình mới học xong, đúng không? Vậy thì bây giờ cô sẽ tạo ra một cái list view item đó. Mà list view item của mình là gì các em? Là ID nè, đúng không? Rồi cô đặt tên là item ID đi đó. Thằng view list view item đó. Rồi mình định nghĩa cho nó ha. Cái ví dụ người ta nhập ở đây là an thì lấy cái an truyền vào đây thì là cái test, đúng không? Thì là list view item đó chấm test, item id chấm test sẽ bằng cái gì các em? Bằng giá trị nhập vào từ cái test box id này nè, test id chấm test đó. Rồi cái list view item đó nó sẽ có cái gì? Nó sẽ có các cái sub item đi kèm chung với nó. À, ở đây mình đang định nghĩa một cái list view item của mình có ba cái sub item. Thì bây giờ cô sẽ định nghĩa nè, cô có một cái list view item là item ID rồi. Cô định nghĩa ba cái, cô ghi tạm thời cô ghi khai báo dưới này luôn ha, cho các bạn theo dõi cho dễ. Cô sẽ đi cái list view item chấm list view sub item đó. Một cái, ôn lại nào, một dòng trong list view là một list view item, mà list view item là cái phần tử đầu tiên thôi, các thuộc tính còn lại nó được gọi là sub item của list view item đó. Thì bây giờ cô định nghĩa một cái list view sub item thì cái này sẽ là sub item name, đúng không? Rồi thêm một cái sub item
bất đây nữa. Cô có hai cái sub item như vậy ha. Rồi cô đi vào cô định nghĩa nè, cô gom hết, cô lên khai báo biến ở trên đi. Đó thì là nó có một cái item và một cái, hai cái sub item là name với birthday, là ba cột đó, cột ID nè, cột name nè, cột birthday. Rồi bây giờ mình gán test cho thằng name với lại gán test cho thằng birthday, thì sub item name chấm test để bằng tp name chấm test đó. À rồi, à cô xin lỗi, cái thằng này là đối tượng, muốn xài với đối tượng đó thì phải tạo mới trước. Sub item name bằng view đó. À hôm trước học hướng đối tượng rồi. Rồi thằng birthday cũng vậy, sub item birthday bằng new sub item birthday. Rồi mình đi vào mình gán test cho thằng name nè. Thì tiếp theo gán test cho thằng sub item birthday. À, thằng này nó sử dụng day time picker thì mình sẽ lấy cho cô ha giá trị ra. Cái thằng này là day time picker thì mình sẽ lấy, các em lấy tết cũng được ha, hoặc là các em lấy ngày tháng năm cũng được, nhưng mà đây cô, nếu mà cô dùng là day time picker chấm tết là nó lấy ra cái tết của nó. Cô muốn lấy ra ngày riêng, tháng riêng, năm riêng ha, thì cô sử dụng như sau, bằng daytime picker, daytime picker cô daytime picker birthday chấm value là lấy ra giá trị của nó là ngày 3 tháng 7 hay nhiêu đó chấm to string ha, thì nó sẽ lấy ra cái chuỗi giá trị cho mình ngày 3 tháng 7 hay nhiêu đó. Nhưng mà nếu mà các em muốn lấy ra tháng, muốn lấy ra ngày, muốn lấy ra năm thì các em có thể sử dụng như sau ha. Cái này là mình lấy ra ngày tháng năm luôn, là một chuỗi luôn nè. Các em có thể, cô hướng dẫn cô lệnh thì chung luôn nè, có thể lấy ra, nếu mà sau này mình dùng cái daytime picker này của mình, cái thuộc tính thì mình muốn lấy ra ngày tháng, tháng ngày mình muốn định dạng riêng á, thì các bạn có thể sử dụng là cái gì, bằng daytime picker chấm value chấm month, lấy ra tháng đúng không, rồi cộng với dấu sạch là lấy ra ngày tháng năm đi, chấm đây. Cái này là cô hướng dẫn thêm thôi để các bạn viết các câu lệnh của daytime picker cộng với dấu sẹt nè, rồi cộng với, mình muốn lấy ra riêng từng cái thì các bạn cộng với ngày rồi tháng, thì là daytime picker chấm value chấm min đó. Rồi cộng với năm thì là daytime picker chấm value chấm year, mình lấy ra ngày tháng năm đó. Các em dùng daytime picker chấm value chấm to string cũng được, à nó lấy ra ngày tháng năm. Mà nếu mà các em muốn lấy từng cái một á thì daytime picker nó cho mình lấy ha, thì cô đưa cái day month year vào để các bạn nắm các cái thuộc tính của daytime picker. Chấm value chấm to string cũng được rồi, nó cũng lấy ra cho mình ngày tháng năm. Mà nếu mà các bạn muốn lấy từng cái thì sử dụng là cái gì, chấm value chấm chấm day month year. Rồi mình định dạng xong thì bây giờ mình phải làm gì các em? Mình sẽ ép cái gì, ép cái thằng này vào trong mục tiêu. Vậy là bước đầu tiên nè, cô sẽ tạo một list view item, à tạo một list view item, rồi cô định nghĩa cho nó ha. Sau khi cô tạo xong thì cô định nghĩa các giá trị thuộc tính và các sub item. Sub item là cột, là các cột con của nó ha.
Rồi, sau khi mình tạo xong, mình định nghĩa xong thì mình sẽ làm cái gì các em? Mình ép nó vào trong list view. À, thì bước 3 của cô là ép cái list view item vào list view. Nhưng mà lúc này nè, muốn để ép cái list item này thì cô phải ép các cái list, cái sub item này vào trong cái list view item trước. À, cho nên cái bước 2.2 của cô sẽ là ép các sub item vào list view item. À, bằng câu lệnh như sau: list view item, item ID của cô nè, chấm sub item, chấm s. À, các em có thể dùng s-range hoặc là các em dùng s từng cái một. Thì đây cô ép từng cái một, thì đây sẽ là ép cái này trước, cái name trước, sub item name đó. Xong rồi item ID nè, chấm sub item, chấm add sub item birthday đó. Thì là mình định nghĩa được một cái list view của mình sẽ có một cái ID của mình sẽ có hai cột nữa là cột name và cột birthday. Ha, xong. Bây giờ mình sẽ ép cái list view item đó vào list view. Thì là list view data chấm item chấm add. Add thì ở đây add cái list view item là item ID nè. Đó. Thì lúc này nó sẽ add cái dòng đó vào trong cái list view cho mình. À, đây. Cô định nghĩa mã là một đi, tên là An đi ha. Ngày tháng năm này mình có thể chọn birthday, ví dụ cô cho nó là năm, ví dụ mình cho năm 2000 đi. Đó. Rồi tháng thì tháng 12 ngày nào đó tùy các bạn chọn ha. Rồi xong đó mình thực hiện là cái gì, ép nó vào trong, à cô xin lỗi, cô chưa có load cái ID. Sau khi mình load cái header rồi thì mình sẽ ép nó vào có ba cột nè. Đó, cột thứ nhất ha, mã là một, tên là An, birthday tương ứng. Rồi ví dụ à, sau khi add xong thì các bạn có thể xóa nó đi để người ta nhập tiếp giá trị khác ha. Tú gì đó. Add vào. Đó, thì nó sẽ add thêm các cái gì dòng mới với mình. Thì đó là mình add một dòng vào trong cái list view ha. Thì sẵn mình học luôn cái control là data mixer để mình làm quen thêm với lại cái dạng control đó ha. Rồi, remove ha. Cuối cùng remove thì đơn giản nè. Xóa thì nếu như mà xóa thì người ta chọn dòng nào thì xóa dòng đó, thì mình sử dụng remove đúng không? Thì để xóa thì mình sẽ phải lấy được cái dòng mà người ta chọn, rồi mình thực hiện mình xóa cái dòng đó. Mà nếu mà người ta chọn nhiều dòng thì sao? Nếu mà ở đây list view mình cho người ta chọn nhiều dòng, list view đây nè, mình đi vào mình cho người ta chọn nhiều dòng tương ứng. À, selection mode á. À, cô xin lỗi, cái này là list view chứ không phải list box. À, nếu mà list view người ta chọn nhiều dòng thì sao? Mà định nó được chọn nhiều. Nếu mà người đây mình thực hiện xóa thì cô sẽ đi vào cô xóa, viết cái hàm for à, mỗi một dòng trong list view tạm thời mình để var đi ha. Var tầm ha, in danh sách các phần tử được chọn thì là list view data chấm selected items. Đó, danh sách các phần tử được chọn, mỗi một cái
dòng trong danh sách phần tử được chọn là một cái gì các em? Là một list view item đó, thì cô khai báo một list view. Item. Đây. Ở cái này là một list view item nè. Vì nó được chọn những phần tử nào thì mỗi phần tử là một list view item rồi. Đó. Rồi thì mình chỉ cần làm hành động là cái gì? List view data chấm làm việc với ai xóa sửa phần tử thì là phải đi qua thằng item. Đó, chấm remove. À, xóa phần tử nào? Xóa cái list view item đó thì đưa vào cái item tương ứng. Thì nó sẽ xem người ta chọn những phần tử nào. Nó xóa phần tử đó ra khỏi list view cho mình. Ha. Thì đó được gọi là câu lệnh remove phần tử trong list view. Đó. Rồi tương tự thì các bạn sẽ làm thêm cho cô. Ví dụ là giả sử cô xóa hết ở đây, sửa thì sao? Cô nhập vào, cô chọn một dòng ở trên này nè. Các bạn phải làm sao đó cho cô chọn một dòng trên này, nó lấy cái giá trị cô chọn á, nó đưa xuống đây nè. À, thì mình sẽ phải học thêm cái là sửa. Sửa là khi mà người ta chọn một dòng trong list view. À, thì nó lấy cái dòng mà người ta chọn đó, nó đưa giá trị ID, đưa giá trị name, đưa giá trị birthday xuống dưới để thực hiện sửa. Thì cái đó làm thêm giùm cô ha. Thêm, sửa, xóa. Đó là mình, đó là lúc đó là các em làm được một cái ứng dụng về quản lý nhân viên chưa có lưu data. Thì hôm sau mình sẽ học về xuất ra, thì các em sau khi các em làm xong thì các em có thể là xuất ra file Word hoặc là xuất ra file gì đó dựa trên cái dữ liệu mình đã lưu, thì mình có thể mình thực hiện thêm những cái phần đó nữa. À, thì làm về làm thêm cái bài phần list view này cô. List view nó có rất là nhiều thuộc tính. À, ở đây cô chỉ đi vào hướng dẫn các thuộc tính cơ bản thôi, thì các em tìm hiểu thêm các thuộc tính riêng của nó đó. Column nè, mình có thể mình tự add bằng tay. À, hoặc là các bạn viết code như cô làm lúc nãy, rồi các bạn đưa cho nó à, cái dạng grid của mình đưa như dạng nào đó, rồi các bạn cho thêm các cái gì chế độ tương ứng vào đây, tìm hiểu thêm cho cô các cái thuộc tính của list view để làm chi, nó có cho mình sắp xếp nè ha, cho thêm mình các cái dạng tràng hình ảnh này nọ, thì các bạn đưa vào các bạn xử lý thêm phần đó giùm cô. Rồi đó là về phần list view. Về làm lại bài này thêm sửa xóa cho cô ha, thêm một cái button sửa nữa, là khi người ta click lên đây nó lấy giá trị xuống đây là người ta sửa, người ta nhấn cái cập nhật đó là mình xong một ứng dụng hoàn chỉnh. Vậy là viết thêm cho cô cái xóa cái sửa nữa nha. Nhưng mà các bạn về các bạn làm thêm phần đó. Rồi. À, thêm ở giống bài lúc nãy cô mới sửa rồi. Thì các bạn làm thêm cái cập nhật, đó là khi mà list ở dưới thì nó hiển thị lên trên và thực hiện sửa. Có thể làm trên cái bài đó luôn cũng được. Mình qua control tiếp theo giùm cô. Trước khi cô qua control tiếp theo, cô cho các bạn khoảng 2 phút đó. 5 phút, 2, 3 phút gì đi. Xem chỗ nào không hiểu hỏi giùm cô. Thực chất á, khi mà các em học nó cần cho nó, các em học thông qua ví dụ á, nó nhanh hiểu bài. Nếu mà mình học lý thuyết xong mình quên hết, nên cô đề mua ví dụ các bạn học thông qua các cái ví dụ các bạn hiểu bài dễ hơn. Thank you.
Xem chỗ nào chưa hiểu hỏi giùm cô ha. Rồi cô qua phần tiếp theo đó. Phần tiếp theo là review ha. Review ở đây nó là control gì? Giả sử như là các bạn muốn mở cái cây thư mục ha. Ví dụ cô mở cái cây thư mục thì ở đây nè, nó sẽ có cho phép mình click chọn, đúng không? Ví dụ cô mở cái cây thư mục, nó sẽ cho phép mình là cái gì? Click chọn các cái thư mục ở trong này. Thì đó nó được gọi là dạng preview ha. Cho phép mình là cái gì? Tạo các cái nốt, rồi mình mở các nốt nó ra là mình xử lý. Thì các bạn có thể viết những cái dạng ứng dụng như là mình cho người ta tạo folder lưu trữ, tạo cái cây thư mục lưu trữ, thì nó là dạng về preview ha. Cho phép mình là cái gì? Tạo các cái thư mục lưu trữ tương ứng như vậy ha, dưới dạng cung cấp tương tự cái Windows Explorer này. Rồi thì khi mà mình làm việc với preview thì mình nắm cho cô một số thuộc tính của preview. Thì thằng list view á thì nó làm việc trên đối tượng là item, thằng preview á nó làm việc muốn làm việc với đối tượng, cô nói ngược rồi, thằng list view á thì mình muốn tương tác các phần tử ở trong list view thì mình sử dụng item à. Còn thằng preview á mình muốn tương tác với các phần tử bên trong preview thì sử dụng cho cô đối tượng là nodes à, một node ha. Preview là một node tương ứng, còn list view là một cái gì giá trị. Thì ở đây mình muốn làm việc với một đối tượng, một phần tử trong preview thì phải thông qua thằng node. Rồi preview nó có đưa vào hình ảnh cho nên mình có thể chèn vào trong một đối tượng in my list ha. Rồi để biết node nào đang được chọn thì sẽ là thuộc tính selected node, là node đang được chọn. Muốn lấy ra cái node cao nhất trong preview thì sử dụng cho cô là top node ha. Rồi mình sẽ có các hành động ở chưa ha. Thì đây là các thuộc tính nè, các hành động như là ví dụ hành động này nè, đóng mở ha, thì đó là các cái hành động ở trong cái preview. Rồi bây giờ mình đi vào các thuộc tính trước, các sự kiện chứ không phải hành động nữa. Rồi nó sẽ có ví dụ nè, để thêm một nốt thì chúng ta sử dụng cho cô là cái gì? Preview chấm nốt chấm hẹn ha, nó là thêm một nốt vào. Hoặc mình cái string này làm add tên nó vào, hoặc là các bạn thêm cho cô là cái gì? Khi mà mình add vào mình không có add một cái tên một chuỗi mà mình add một đầy đủ luôn là một tree node. Thì đây nó có cái cấu trúc thứ hai nè, để thêm một cái node thì nó khai báo một cái tree node, rồi gắn cái tag của tree node đó, gắn cái tag của nó là mấy, rồi gắn cho nó cái image là mấy, sau đó mới dùng câu lệnh preview chấm node chấm add. Thì đây mình truyền cái tree node đó vào. Có hai cách ha. Cách thứ nhất á là các em sử dụng cho cô preview chấm node chấm add, nhớ này là add chuỗi thôi. Cách thứ hai mình dùng cho cô là preview chấm add chấm node chấm add, mà cái này của mình nó không phải là chuỗi nữa mà nó là một tree node ha, nó là một cái tree node này nè đó. Thì đó là hai cách các bạn làm. Cách thứ hai thì mình add vào một tree node thì mình có thể định dạng về test nè. Nếu mà các em dùng thứ nhất thì cái này chính là cái test của cái node đó. Mình có thể định nghĩa test của nó, image của nó, tag của nó tương ứng ha. Rồi một preview thì nó sẽ có nhiều node lồng nhau cho nên nó có định nghĩa các node. Nếu mà mình muốn định nghĩa một node đó có node con là gì đó thì mình thêm cho cô là cái gì? Tree node. Tree node là một định nghĩa một node, node đó có node con, node cha tương ứng. Ví dụ nó có hai node là node cha và node con thì cô khai báo một cái tree node là node cha đó. Rồi mình add cái tag của nó là node cha, rồi mình định nghĩa cái node đó nó có thêm node con. Ví dụ cô có một cái thư mục là lập trình giao diện, trong thư mục đó cô có một cái thư mục đó là bài tập, thì lúc đó lập trình giao diện là node cha, bài tập là node con ha. Thì cô định nghĩa một cái tree node, tag của nó là bài tập lập trình giao diện. Rồi cô sử dụng cái tree node chấm node chấm add, một cái test là bài tập ha. Đó là mình add cái node
mít da nước cơm tương ứng vào. Đó là cấu trúc các tri view của mình ha. Còn nếu mà các em muốn add nhiều note thì sử dụng tri note bảng ở đây. Nó sẽ có cái bài tập á, nhưng mà không kịp giờ cho nên cô sẽ đi tương tự. Cô lý thuyết thôi ha. Qua cái tiết bài tập, cô sẽ hướng dẫn bài tập về tri note cho các bạn. Nó có nguyên một cái bài tập về G-Note. Ủa đâu mất rồi. Thì là nó bài thực hành chương 5 đó. Nó có nguyên một cái bài tập G-Note ở trong đó. Thì các bạn về các bạn làm cái bài tập. Ủa đâu ta? Đây, bài tập về G-Note này. À, bài thực hành số 7 đó. Thì các bạn về làm cái ứng dụng này cho cô ha. Đó, mình mở ra các cái nốt thì nó có cái nào mà có ảnh thì lấy ảnh đưa lên, còn không có ảnh thì thôi. Đó là cái dạng bài tập mà về G-Note. Thì khi nào đến cái phần bài tập đó thì cô sẽ hướng dẫn các em làm à, để duyệt qua từng nốt ở trong G-Note thì mình cũng cứ dùng cho cô Forex. Đa số là cô thích dùng Forex bởi vì sao? Mình không có cần quản lý biến gì hết à. Duyệt từ nốt đầu thì khai báo một cái G-Note. Nó là một nốt trong danh sách các nốt của cái G-View đó. Lấy ra danh sách các nốt của G-View ha, thì sẽ là G-Note Collection ha. Lấy ra danh sách các cái nốt của G-View tương ứng, hoặc là G-View.Notes thì nó sẽ trả về cho mình là danh sách các cái nốt tương ứng. Mình muốn duyệt thì đây cô chỉ cần ghi là G-Note nè, in tree-view.notes là nó trả về mình danh sách các cái note của cái cây tree-view đó ha. Rồi mình đi và mình xử lý. Thì cái phần này nó sẽ có cái bài tập, thì cô sẽ hướng dẫn xong thông qua bài tập nha các em, thì các em sẽ nhớ bài nhiều hơn. Cô sẽ đi thêm lý thuyết các phần khác ha. Rồi, sự kiện cho tree-view thì mình nắm cho cô sự kiện nè. Nó sẽ có sự kiện, hai sự kiện mình cần phải nắm, nhớ để làm trắc nghiệm nhiều cô ha. Sự kiện gì đây? Sự kiện expand và collapse ha, là sự kiện mở rộng và thu hẹp một cái nốt lại ha. Ví dụ là cái gì? Cô muốn là cái gì? Lấy, cô muốn thực hiện nè, trong lập trình giao diện mình xem các cái thư mục con của nó. Đó, thì lúc đó mình sẽ gọi cái sự kiện là cái gì? Mở rộng ha. Còn mình muốn đóng lại thì mình gọi cái sự kiện thu hẹp các cái nốt lại tương ứng. Thì nó đó chính là hai cái sự kiện là cái gì? Expand với lại collapse ha. Thu hẹp một nốt với lại mở rộng một nốt ra. Thì cái phần này bài tập thực hành các bạn sẽ làm giùm cô ha. Rồi một số thuộc tính khác, thuộc tính check, kiểm tra xem cái nốt đó có được là cái gì? Chọn hay không ha. Đó là cái dạng bài tập này, các em sẽ xem thêm giùm cô nè. Có đưa sẵn cái thuộc code lên, các bạn về các bạn xem thêm cái phần thuộc code đó. Rồi là mình đi xong cái phần G-Note ha. Nó cũng gần gần với lại G-View vậy đó, mà nó khác nhau, nó có thêm các sự kiện khác. Thì các bạn xem thêm các cái code cô đã đưa vào trong cái slide. Rồi mình qua cái phần tiếp theo. Nói chung là trên slide nó sẽ có nhiều phần cô đưa code vào rồi, các bạn đọc thêm trên slide giúp cô. Rồi cái link label. Link label là dạng cái hyperlink mình truyền vào thì nó là gọi là dạng control link label ha. Thì với cái dạng control này thì các bạn chỉ cần nắm cho cô mình muốn sử dụng link label thì mình đưa vào thêm cho cô là cái dạng là URL của nó ha. Cái label cộng thêm thuộc tính URL là nó sẽ có cho mình cái hyperlink tương ứng. Rồi qua cho cô cái sự kiện timer mình rất hay xài nếu mà các em biết ứng dụng game ha. Ví dụ là hôm trước cô cho các bạn cái bài số 1 là ứng dụng tung quả bánh, tung gì, tung quả bóng ha. Thì mình muốn là cái gì? Mình muốn là ví dụ 10 giây đầu thì cái quả bóng nó di chuyển chậm.
qua 10 giây tiếp theo nó tăng lên 2 lần, qua 10 giây tiếp theo nữa nó tăng lên 3 lần. Thì lúc đó là mình sẽ sử dụng một cái control mà nó tự động nó điều khiển cái ứng dụng của mình chứ không cần người sử dụng tác động vào. Thì chúng ta sử dụng cho cô đối tượng là timer. À, mình lưu ý nha, tất cả các control trong WinForm, nếu như mà các em muốn gọi sự kiện nào đó của control thì bắt buộc người sử dụng phải tương tác vào thì nó mới gọi sự kiện. Ví dụ click chuột của bất tông ha, hoặc là các cái sự kiện chuột trái, chuột phải, sự kiện select, sự kiện chọn một dòng trên list box, hoặc là các cái sự kiện khác thì đều bắt buộc là người sử dụng phải gọi thì ứng dụng nó mới gọi sự kiện đó. Bây giờ mình muốn có một cái sự kiện mà người sử dụng không tác động vào mà nó tự động nó được gọi thì chỉ có control gọi là timer nó làm thôi. À, cái timer là cái control cho phép mình viết các sự kiện chạy tự động theo cái kịch bản mình đã đưa ra trước. À, thì ở đây timer nó là cái gì? Timer nó sinh ra, nó là control cho phép mình định nghĩa sự kiện theo thời gian. À, và nó sinh ra cái gì ở đây? Nó sinh ra sự kiện tích định kỳ ha, theo một khoảng thời gian cho trước. Thì nhiệm vụ của các bạn sẽ thiết lập cái sự kiện tích định kỳ đó và nắm cho cô hai thuộc tính để làm trắc nghiệm nè. Interval ha, nó là bước nhảy, đúng không? Nó là thời gian của sự kiện sẽ xảy ra tính bằng millisecond. À. Rồi, thuộc tính enable là nếu là true thì cho phép cái timer nó hoạt động. Nếu là false thì dừng cái timer nó lại. Còn cái đó là thuộc tính nè, còn sự kiện của nó là sự kiện tích. Rồi. Cô lấy vào cho các bạn cái ví dụ cái timer này. À, nó là cái bài tập số 1 của mình tung quả bóng đó. Và tung banh. Cô sẽ lấy một cái pitcher box. Pitcher box này cô đặt tên là Pitbull. Cô đưa hình quả bóng vào. À, xin phép các bạn cô tắt màn hình cái, cô lấy cái hình quả bóng về cái nha. Quả bóng cô để đâu ta? Cô không có định demo cái bài quả bóng cho nên cô không có lấy cái hình quả bóng về. Hình quả bóng. Đây. Rồi. Cô sẽ lấy cái hình cái quả bóng cô chèn vào đây. Rồi, cô có quả bóng ở đây ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái quả bóng này nè, nó di chuyển. Bây giờ mình sẽ cho cái quả bóng này nó di chuyển. Bây giờ di chuyển thì để nó di chuyển thì các bạn sẽ sử dụng cho cô cái control gọi là timer. Cô kéo cái timer vào. Timer nằm đâu ta?
là mà không minh hành nè, cô kéo timer vào à. Rồi cái control timer này nó có nhiều đây thuộc tính nè à. Thuộc tính đầu tiên enable, thuộc tính thứ hai interval, rồi sự kiện chỉ có một sự kiện ít. Thì cô giới thiệu là các thuộc tính nè, mình muốn cho cái timer này nó kích hoạt thì mình phải cho enable bằng true thì nó mới kích hoạt. Rồi cái thuộc tính bước nhảy này nó tính bằng millisecond. À 100 millisecond là bao nhiêu giây ta? Không biết đâu, các bạn lên Google search đi, cô quên rồi. À thì mình muốn cho nó chạy nhanh á thì các bạn giảm cái millisecond lại, thì cứ là 10 millisecond nó sẽ gọi lại sự kiện tích, 100 millisecond nó sẽ gọi lại sự kiện tích, 1000 millisecond nó sẽ gọi lại sự kiện tích. Mình muốn nó cho nó chạy chậm thì mình tăng cái millisecond này lên, cái interval này lên. Mình muốn cho nó chạy nhanh thì mình giảm cái interval này xuống ha. À, cô đang để là 100 ha, mặc định của nó. Rồi cô viết cho nó ở sự kiện tích, thì ở sự kiện tích này cô làm gì? Sự kiện tích này cô sẽ di chuyển, ôm lại bài trước nè cho bằng ha. À, ở sự kiện tích này cô sẽ di chuyển cho bằng, có nghĩa là cứ mỗi 100 millisecond cô sẽ cho trái banh này nó di chuyển, đúng không? Mà muốn di chuyển trái banh thì sử dụng thuộc tính gì? Một điểm cộng nào cho bạn nào trả lời nhanh nhất cho cô. Thuộc tính nào cho phép mình thay đổi di chuyển vị trí hay chà của trái banh? Các bạn, thuộc tính nào đây? Cho cô hai option nha, cô mới vừa nhắc cho các bạn mất tiêu rồi. Cho cô hai cái thuộc tính để dùng để thay đổi vị trí của chiếc banh. Điểm cộng cho bạn nào trả lời sớm nhất nè. Thuộc tính nào các em? Ủa, không bạn nào trả lời cho cô hết đó hả? Hôm trước cô dạy rồi mà. Học online các bạn khó kiếm điểm cộng quá, tại có mình cô làm à. Nếu mà các bạn học trực tiếp là mấy dạng bài tập, cô sẽ cho các bạn là các bạn dễ kiếm điểm cộng hơn. Bạn nào trả lời giùm cô xem, cô muốn di chuyển cái trái banh này thì cô phải tác động vào thuộc tính nào của control? Thuộc tính nào dùng để thay đổi vị trí của trái banh? Mình đã học ở cái buổi đầu tiên của chương số 4 rồi. Thuộc tính nào các bạn? Bạn nào trả lời hết đó hả? Để mình cô làm thôi đó hả? Mất rồi, ngủ gục hết rồi. Trả lời giùm cô xem. Nó đang đứng ở 5 năm đó, thì nó nhảy qua cái tọa độ 10-20 đó, thì sử dụng thuộc tính gì? Location đúng rồi, nhưng mà cô yêu cầu phải cho cô hai cái option ha. Bạn Lâm Nguyên Bảo trả lời là location đúng rồi đó, cho cô thêm một cái thuộc tính nữa. Star position là cái thuộc tính của cái form, khi mà nó bắt đầu khởi động lên thì mình muốn cho nó nằm ở vị trí nào. Còn K-down nó là sự kiện ha. Ở đây là cô đang hỏi về thuộc tính. Thuộc tính dùng để thay đổi tọa độ của control ha. Cái location là thay đổi cả ha, gán lại cái vị trí của nó. Lấy cái location là lấy vị trí của control đó ha. Thuộc tính boy chưa đủ, chưa đúng ha. Thuộc tính nào dùng để di chuyển? Giả sử cô muốn cho cái trái banh này nè nó di chuyển qua trái qua phải thì sao các em? Ví dụ nó nằm ở đây, nó đang là 4, đang là 10-10 đi, nhảy qua đây thì mình phải thay đổi lại cái location của nó là 20-30. Cho nên bạn mình trả lời là location đúng rồi. Nhưng mà bây giờ cô muốn cho trái banh nó chạy như thế này nè, nó tự nó chạy ngẫu nhiên thì mình không có dùng cái location được, mà mình phải thay đổi cái gì? À, trục này là trục gì?
trục x, trục này là trục gì, trục y, gì thay đổi cái tọa độ của một cái đối tượng nào đó thì dùng thuộc tính gì ở đây, còn nhớ bài không? Bạn nào nhớ không? Đúng rồi, left, right. Ủa sao ghi mà ghi tiết kiệm như vậy? Left và cái gì? Chưa đúng. Rồi, bạn nào nhanh tay thì lấy điểm cộng nè. Location với left gì? Top left, đúng không? Đó, vậy là thôi. Tính điểm cộng cho bạn Long Nguyên Bảo với lại bạn Trọng Bùi Minh ha. Rồi, thì là mình sẽ sử dụng cho cô là cái gì? Location, hoặc là sử dụng cho cô top và left ha. Location là cho nó từ vị trí đó nó nhảy đến vị trí khác thì mình thiết lập lại cái location của nó. Rồi, hoặc là bây giờ cô muốn là thay đổi là cái vị trí của nó đang ở vị trí này, cô sẽ cho nó thay đổi theo trục x, thay đổi theo trục y, thì cô dùng top left. Top left là cái góc trên bên trái nè. Nó là câu hỏi trắc nghiệm trong đề thi đó nha các em. À, các cái thuộc tính dùng để xác định vị trí, thay đổi vị trí của control đó là các thuộc tính nào? Nếu mà các em chỉ nói left không là không đủ. Left nó không xác định được. Ít nhất các em phải nói được cho cô là location. Thứ hai, top left. À, thì mình mới thay đổi được cái vị trí của control. Vậy thì bây giờ cô sẽ viết ở cái sự kiện tích của cái giáp anh này. Cô sẽ di chuyển giáp anh ha. Thì di chuyển giáp anh thì cô sẽ thay đổi top và left. Vậy thì cô để nè pitfall chấm top. Cái này là giả sử nó đang đứng ở đây thì top là 10 10, cô muốn cho nó chạy qua đây thì cô tăng lên đúng không, thì sẽ là cộng bằng, ví dụ cô cho nó một cái khoảng dịch chuyển dx bằng 10 đi, dịch chuyển theo trục y dy bằng 8 đi. À, đó. Thì top là di chuyển trên dưới, trên dưới là theo trục y là cộng bằng dy. Nó đang là 10 thì nó cộng thêm 8 là nó nhảy ở vị trí 18 nó nằm, đúng không? Rồi pitfall chấm left là di chuyển theo trục x, x nó đang là 10 thì nó cộng thêm dx là nó cộng thêm 10, nó nhảy ở vị trí 20 nó làm đó. Thì cô sẽ di chuyển theo trục x, chuyển theo trục y. Thì lúc này nè, cái banh của cô nó sẽ chạy thẳng theo trục x và trục y ha. Đó, nó di chuyển x tăng dần, y tăng dần ra khỏi màn hình luôn. Bây giờ cô muốn là khi mà nó đụng cái góc này nè, nó phải dội lại ha. Khi mà đụng cái góc này thì sao? Thì lúc đó trái banh nó không còn tăng nữa, nó phải giảm cái tọa độ đi, đúng không? Khi mà đụng đến lại các góc thì nó phải giảm tọa độ. Thì giờ sao các em? Nếu mà cô di chuyển trái banh này nha, cô di chuyển, cô chạy xuống đây, thì làm sao biết nó đụng cái góc này? Thì mình xét cái tọa độ nào, rồi kiếm điểm cộng nè. Trời, cái bài này hôm nay cô vui tính cho các bạn điểm cộng dễ nè. Còn chạy qua đây, xét cái thuộc tính nào của trái banh để biết mà nó có đụng đến cái form của mình hay chưa. Rồi lên đây xét thuộc tính nào, qua đây xét thuộc tính nào, trả lời cho cô xem. Bây giờ cô muốn kiểm tra xem cái trái banh nó đang chạy nè, nó có đụng cái vạch này hay chưa ha. Rồi chạy qua đây nó có đụng cái vạch này hay chưa, dội lên lại nó có đụng vạch này hay chưa, chạy qua đây nó có đụng hay chưa, thì cô dùng các thuộc tính nào. Bây giờ cô đi xuống nè, đi trả lời cho cô là đi xuống là dùng thuộc tính nào, đi qua bên này là dùng thuộc tính nào, đi lên trên là mình kiểm tra thuộc tính nào của trái banh để mình kiểm tra xem nó có đụng các góc hay chưa. Thuộc tính nào các em, có bạn nào không? Những thuộc tính để xác định kích thước phạm vi của control là những thuộc tính nào? Con này dễ lắm luôn, nó dễ như ăn chè vậy đó. Thuộc tính nào các bạn? Nếu mà
Trái banh của cô nè, nó chạy xuống đây thì cô kiểm tra thuộc tính gì, kiểm tra xem nó có đụng cái form hay không. Nếu mà đụng thì làm gì đó. Trái banh của cô đi qua đây, kiểm tra xem nó có đụng hay không. Nếu đụng thì làm gì. Thì lúc đó mình sử dụng hai thuộc tính. Đó là hai thuộc tính gì các bạn? Các bạn nào trả lời không? Button là gì em? Button là khi nào? Right là khi nào? À, nếu mà nó đi qua đây thì chúng ta sử dụng right, đúng không? Kiểm tra bên phải của trái banh có đụng cái vạch hay không. Nếu mà đi xuống dưới đây thì kiểm tra bên dưới của trái banh có đụng cái vạch hay không, thì nó là cái gì? Button. Đó, bạn mình trả lời đúng rồi ha, tính điểm cộng cho bạn ha. Vậy là mình sẽ kiểm tra cho cô ha. Nếu như mà nó đi xuống dưới đây nó đụng thì lúc đó là mình không có cộng. Đi xuống là DI đúng không? Xuống đây nó đụng thì mình không có cộng nữa mà mình trừ. Đó, vậy thì cô bây giờ cô kiểm tra theo trục trục Y trước đi ha. Thì bây giờ cô sẽ kiểm tra theo trục Y nè. Thì cô sẽ kiểm tra theo trục Y. Nếu như mà cái banh của cô mà nó mà đi xuống là bitbond.bottom ha. À, nó đi xuống. Mà nó đi xuống thì mình kiểm tra xem. Nếu như mà nó đi xuống đây thì mình kiểm tra nếu mà nó lớn hơn. Lớn hơn gì? Lớn hơn chiều. Chiều này là chiều gì? Chiều cao của cái form, đúng không? Nếu mà trái banh nó lớn hơn chiều cao của cái form thì lúc đó đang là cộng DX, à, đang là cộng DI thì mình chuyển thành gì? Mình chuyển thành trừ DI, đúng không? Vậy thì cô đi vào cô kiểm tra. Nếu như mà trái banh bên dưới của trái banh sao lớn hơn, đi xuống là nó tăng tọa độ rồi lại lớn hơn. Lớn hơn gì? Lớn hơn chiều cao của cái form. Học cho cô là lấy ra kích thước của cái form Lion Rectangle. Lion Rectangle là lấy ra kích thước của cái form đó. Mình muốn lấy kích thước gì? Chiều rộng hay chiều cao? Lấy ra chiều cao, đúng không? Đó. Thì lúc này nếu mà vượt qua chiều cao của cái form thì làm gì? Đang là cộng 8 thì chuyển thành DI bằng trừ 8. Đó. Nó đang DI đang bằng 8, mình thêm dấu trừ và nó là trừ 8 thì xuống dưới đây nó phải là trừ DI không? Đó. Rồi tương tự đó là đi xuống nha, đi xuống. Còn đi lên thì sao? Đi lên thì mình kiểm tra ở trên của trái banh có bé hơn không hay không. Góc tọa độ đang đứng ngay đây, ngay đây là không không. Đi lên trên là mình kiểm tra ở trên của trái banh có lớn hơn không hay không. Thì nếu mà nó đang lên trên thì đang mình đang xử lý là đang trừ đi y, đúng không? Đang trừ đi y. Thì nếu mà nó bé hơn không thì mình làm sao các em? Mình chuyển thành cộng DI, nó đi xuống dưới lại. Thì cái câu lệnh trừ của cô, nếu nó đang là trừ ha, nó đang là trừ 8 thì nó cứ là cái gì? Trừ trừ trừ, xong nó thêm dấu trừ nữa nó thành dấu cộng 8. Vậy là cô chỉ cần thêm một cái điều kiện nữa đây là cái gì? Bitbond. Hoặc điều kiện thứ hai của cô là cái banh chấm top ở trên bé hơn không. Đó. Nếu như mà nó đi lên trên nó bé hơn không thì mình cũng đảo chiều đi ha. Đang là trừ thì chuyển thành cộng, đang cộng chuyển thành trừ. Thì đây là dành cho trục y. Đó. Rồi dành cho trục x. Trục x thì mình sẽ đi qua phải, đi qua trái. Thì đây sẽ là right của trái banh, left của trái banh, đúng không? Thì lúc này cô sẽ kiểm tra. Nếu như mà bitbond đi qua phải là chấm right ha. Chấm right, ủa right đâu? Này. Lớn hơn chiều rộng của cái form. Kích thước của form là client rectangle, nhớ là trắc nghiệm ha. Kích thước của cái form chấm. Đó. Rồi,
Thì lúc này sao mình đảo chiều dx, bằng trừ dx xong. Tương tự nó đi qua đây là nó rộng lớn hơn thì đi về đây là nó nhỏ hơn đúng không? Thì là và hoặc x on nè, tám left lớn bé hơn không đó, thì mình đảo chiều dx à, bên dưới mình giữ nguyên, ở trên mình chỉ đảo chiều thôi. Thì lúc đó là tùy ha, tùy theo cái banh nó di chuyển như thế nào đó, đụng thì nó sẽ thay đổi lại cộng trừ, nó thay đổi lại cái hướng của cái banh. Nó chạy chậm quá mình muốn cho nó chạy nhanh thì mình tăng, mình giảm cái interval của cái timer giùm cô. Nó đang để là 100, cô cho xuống 10 là nó chạy nhanh lắm luôn á, cho 50 đi ha. Đó. Thì lúc này cái banh của mình nó sẽ chạy nhanh hơn đó, nó sẽ chạy nhanh. Mình muốn là chạy nhanh hay chậm, mình muốn gọi cái timer nhanh hay chậm thì các bạn sẽ xử lý cho cô cái interval. Thì các em có thể viết cái game là cái gì, ví dụ là nhấn phím space bắt đầu, nhấn phím gì đó thì tạm dừng, rồi mà các em thêm cho cô khoảng hai ba cái timer nữa, một cái timer là 10 phút, một cái timer là 20 phút. À, thì lên Google search cho cô là 1 phút bằng bao nhiêu millisecond đó, tự động tính ra à. Rồi sau đó là cái gì, cứ 10 phút thì các em gọi sự kiện là xuất hiện mấy cái bánh, rồi 20 phút thì gọi sự kiện xuất hiện mấy cái vật cản gì đó, rồi tăng tốc độ gì đó là mình thành cái game đúng không đó. Các bạn tự tự các bạn thiết kế ra những cái ý tưởng gì đó, các bạn làm game cho cô à. Đó là khi mà mình làm nhóm thì mình lưu ý phần đó cho cô. Rồi mình qua phần tiếp theo, đó là có học đến cái timer là mình bắt đầu mình làm được rất là nhiều cái rồi ha. Rồi read checkbox thì nó là cái gì đây, nó như cái thằng test box á, nhưng mà nó cho phép các bạn chèn ảnh vào, cho phép các bạn copy dán chỉnh sửa giống như Word gì đó. Thì ví dụ nếu mà các em muốn viết một cái ứng dụng giống như cái Notepad ha, cho phép import dữ liệu vào rồi copy dán sửa rồi chèn ảnh vào thì mình dùng cho cô read text box đó. Nó cho phép mình nhập văn bản hình ảnh vào ha, còn thằng text box nó không cho nha. Text box nó cho phép mình gõ text vào thôi, nó không cho phép mình dán copy box gì hết. Còn read text box nó cho phép mình nhiều khả năng định dạng hơn đó. Ví dụ nó chèn một cái bức ảnh vào, nó chèn chữ, nó in đậm in nghiêng chữ đó, thì các bạn sử dụng cho cô các cái thuộc tính của nó ha. Ví dụ xíu thịt test là cái chuỗi văn bản mình chọn, ví dụ mình có 5 dòng mình chọn 2 dòng thì lúc đó cái xíu thịt test nó trả về 2 dòng đó ha. Định dạng màu phông chữ đó, selection for from color tương ứng như vậy ha. Rồi mình kiểm tra các sự kiện, các thuộc tính can focus pass select and do đồ. Thì cái này á học lý thuyết chán lắm, các bạn làm bài tập rồi các bạn quay là các bạn xem các thuộc tính giùm cô ha. Các phương thức là các cái hành động mình sẽ làm, ví dụ muốn sao chép thì là copy, gọi phương thức copy à, muốn lưu trữ thì gọi phương thức save file. Nhưng mà thường thường á cái read text box này nó đi kèm với một cái control gọi là dialog ha. Open file, save file dialog, để khi các bạn ví dụ mình mở một cái file, mình lưu một cái file à, ví dụ ở đây nè, nó tạo một cái read checkbox, nó cho phép mình đưa vào một đối tượng là phông chữ à, rồi phông chữ rồi đưa test vào à, rồi mình gán giá trị test vào. Thì ở test box á, để gán giá trị test của nó thì là test box chấm test, còn bên read test box thì sẽ là selected test ha, để mình lấy giá trị mình gán giá trị thì sử dụng selected test cho cô. Các bạn về gõ các ví dụ thêm, xem thêm các ví dụ này vào giùm cô ha. Rồi mình qua cái đang nói thằng read text box thì cô đi qua cái dialog luôn đi ha. Cái menu này nọ hôm sau mình làm. Mình đang nói về cái read text box thì cô đi qua cái thằng dialog luôn, là các dạng dialog thông dụng ha.
Thì hôm trước mình đã làm quen về dialog thông dụng, đó là cái message box rồi à. Thì cô sẽ đi cái message box trước rồi cô quay lại các cái dialog này sau. Cái message box, ủa message box đâu, ủa sao cô để thứ tự kỳ vậy, tại vì thứ tự slide nó khác thứ tự cô nói, cô đang nói theo cái đà này nên cô đi theo những cái control mà nó liên quan với nhau. Đây, message box. Hôm trước học về dialog mình đã làm quen về message box rồi ha, nhưng mà mình chỉ làm quen một dạng thôi đúng không. Hôm trước cô demo thôi, cô chưa cho các bạn biết nó là gì. Là ví dụ mình muốn đóng file thì mình hỏi người ta yes no là có đồng ý hay không. Thì đây là các dạng message box. Dạng message box đầu tiên mà mình thấy nó là dạng là gì, chỉ có cái test hiển thị thôi. Rồi mình muốn cho nó hiển thị thêm cái tiêu đề, đây là cái dạng message box thứ hai. Cái dạng message box thứ ba là mình cho thêm cái sự lựa chọn yes no cancel nè, đó là mình thêm các cái button ở đây. Cái dạng message box thứ tư là mình thêm cái icon ở đây. Thì đó là bốn cái dạng message box. Thì bốn cái dạng message box này nó tương ứng với bốn tham số. Nếu mà cái message box một tham số thì chỉ có cái test, hai tham số thì có cái test và tiêu đề, ba tham số thì test tiêu đề và button, bốn tham số thì test nè, tiêu đề, button và icon à. Thì nó sẽ tương ứng với lại bốn cái message box có bốn cái tham số như vậy. Đó là mình đi vào cái dạng là message box. Còn nếu mà mình đi vào dạng các cái dialog khác thì nó sẽ có các nhóm dialog sau. Đang sẵn nói về cái request box thì cô nói cái dialog luôn để các bạn về các bạn làm bài luôn ha. Mình học cái dialog này rồi mình nghỉ ha. Thì nó sẽ có các cái dạng dialog sau ha. Dialog nó sẽ là những cái form nhỏ nhỏ mà nó mở ra cho mình. Thì nó sẽ có những dạng dialog nè, mở file nè, phông chữ nè, màu chữ nè, màu sắc nè, rồi thư mục à. Thì mình sẽ có các dạng dialog như vậy. Thì mình sẽ đi vào các dạng dialog. Các dạng dialog thì đa số là không có gì phải học hết á, cứ nắm cho cô, cứ kéo thả hoặc là khai báo các dialog đó. Rồi tùy thuộc các em sử dụng dialog gì thì các em sẽ làm quen với lại dialog. Nhưng mà khi mà mình làm dialog thì mình quan trọng là mình lấy cái kết quả trả về của dialog đó. Ví dụ message box yes no thì mình xem người ta chọn yes hay là chọn no. Message box màu sắc thì mình xem người ta chọn màu gì. Thì lúc đó các bạn sẽ xem cho cô à, tất cả các dialog nó đều trả về một kết quả gọi là dialog result à. Cho nên mình muốn kiểm tra thì mình sẽ phải kiểm tra cái kiểu đối tượng là dialog result của nó. Ví dụ dialog result của nó là ok ha, hay là dialog result của nó là cancel hay là yes, thì tất cả các dialog nó đều trả về là dialog result hết. Rồi, để khai báo các dialog thì đầu tiên mình phải tạo cho cô một đối tượng thuộc dialog đó, rồi sử dụng từ khóa new để tạo đối tượng, thiết lập các thuộc tính cho nó, gọi phương thức show dialog để hiển thị. Rồi sau khi người ta làm xong thì kiểm tra cái dialog result là cái gì để mình xử lý nha. Ví dụ ở đây họ khai báo một cái color dialog là dialog về màu sắc à, tạo mới một đối tượng. Sau đó họ kiểm tra nè, sau khi mở cái color dialog ra người ta chọn màu hay gì nọ này nọ đó, thì người ta nhấn yes thì bắt đầu làm, người ta nhấn cancel thì khỏi làm. Thì mình sẽ kiểm tra cái dialog à, chấm show dialog là gì các em, mở dialog nó ra đúng không. Sau khi mở dialog nó ra rồi kiểm tra kết quả trả về là dialog resolve chấm ok thì làm cái gì đó. Thì đó là cách mình sử dụng dialog ha. Thì các bạn nắm cho cô một số dialog nè, cái quan trọng của cô là cô cái open file, cái save file ha. Open file dialog là dạng dialog cho phép mình mở một cái tập tin thư mục nào đó trên máy ha. Thì các bạn sẽ quan tâm cho cô cái thuộc tính sau. Filter là gì? Ví dụ mình cho mở tập tin dạng Word thì trong cái filter mình sẽ lọc ra cho cô các định dạng tập tin được mở ha. Rồi cái file name và file name có s. File name
là cái file mà mình được chọn kiểu string, có nghĩa là cái đường dẫn đến cái file đó là kiểu string. Còn file names là cái gì? Danh sách các file được chọn. À, đến cái đường dẫn đó nó có những file nào lấy về hết. Nên là mình sẽ lấy một file, lấy nhiều file là sử dụng file name hoặc là file name có S. Nhớ làm trắc nghiệm ha. Filter để lọc cái định dạng mình muốn mở. Rồi. Đó là open file. Thì muốn làm nó thì các bạn chỉ cần kéo kéo cái open file hoặc là khai báo cái dialog là được nè. Đây mình sẽ làm quen với lại dialog nè. Đó, nó sẽ có open dialog, save file dialog. Ví dụ các bạn kéo cái open dialog vào, rồi các bạn đặt tên, các bạn thiết lập các thuộc tính cho nó ở bên này. À, ví dụ cô chỉ muốn yêu cầu cái filter của nó là định dạng dot, dot bit. Đó, thì các bạn thiết lập bên đó. Hoặc là các bạn viết code, các bạn thiết lập ha. Tí nữa sẽ có cái ví dụ. Open với lại save file thì tương tự ha. Save file thì nó cho phép mình là lưu ở vị trí nào đó. Còn cái font dialog là chọn phông chữ ha. Rồi color dialog là chọn màu chữ để mình đưa vào mình xử lý. Rồi. Ví dụ. Ồ, đây. Ví dụ của mình là open file dialog, mở một cái file log mà đưa vào đây. À, thì để mở một cái dialog thì các bạn khai báo cho cô một cái open file dialog. Sau đó mình khai báo cho cô cái định dạng mình muốn mở. Rồi mình gọi cái sự kiện mở file. À, thì đây nó thường thường nó đi kèm với lại cái read checkbox. À, ví dụ cô có một cái read checkbox tên là read checkbox file để lấy dữ liệu từ đâu đó thì cô có một cái open file dialog này. À, cô gọi cái với open file dialog này thì cô sẽ sử dụng cái thuộc tính file name để cô lấy cái tên của cái name của cái sau cái bạn gọi dialog cái file name là lấy cái gì? Cái tập tin được đúng cái tên với cái tên mình truyền vào ha. Rồi. Lấy dữ liệu của nó truyền lên read checkbox thì nó sẽ có các cái dạng, ví dụ plain text là mình chỉ lấy text mình truyền vào thôi ha. Rồi các bạn sử dụng Unicode, plain text là mình có nên lấy được tiếng dấu ha. Thì đây là mình làm việc với lại dialog với lại cái read checkbox luôn. Phương thức load file của read checkbox là cho phép mình đọc dữ liệu từ một cái tập tin. À, tập tin đó là tập tin gì? Thì đây, open file dialog chấm file name nó sẽ lấy cái tập tin lưu trên ổ đĩa nó truyền vào đây cho mình. Thì mình sẽ load file từ cái tập tin đó và chọn cái định dạng tương ứng ha. Thì với cái open file dialog này thì chúng ta làm như sau: định nghĩa một cái open file dialog bằng new open file dialog. Rồi, định dạng tập tin mà mình sẽ đọc. Ví dụ, cô sẽ đọc những tập tin là txt ha. Hoặc là nếu mà người ta chọn cái txt thì nó chỉ lấy cái tập tin txt thôi. Còn nếu mà cô ghi sao chấm sao có nghĩa là tất cả các tập tin đều có thể chấp nhận được. Vậy là cái filter này của cô là có hai dạng. Nếu mà chọn là chấm txt thì nó sẽ load hết tất cả các tập tin dạng chấm txt. Nếu mà chọn là on thì nó sẽ load hết tất cả tập tin ha trên máy của mình luôn. Có tập tin gì nó lấy ra hết. Rồi, để lấy tập tin thì các bạn phải sử dụng cho cô phương thức sự là cái gì? Show dialog, sự kiện show dialog, mở cái open file dialog nó lên. Rồi, sau khi mà người ta chọn tập tin xong, nếu mà người ta nhấn ok, người ta nhấn ok nghĩa là sau khi người ta đã chọn tập tin rồi, người ta đồng ý thì mình mới thực hiện mình lấy cái file name của cái open file dialog mà người ta chọn á. Rồi, lấy nội dung của nó đưa lên cái read checkbox ở sự kiện load file. Về là cái bài tập này giùm cô ha. Đó, đọc file, lưu file tương ứng. Hết giờ rồi nên cô đi nhanh cái phần này tại vì nó cũng không phải là trọng tâm của mình nhiều. Thì các bạn mà làm bài tập nhóm á, thì các bạn làm thêm cái phần này giùm cô. Thì hôm nay mình sẽ dừng lại ở đây thôi. Hôm nay chúng ta học hơi lố giờ một tí ha. Cũng hơi nhiều bài tập đó. Nên các em chịu khó các em làm bài tập giùm cô. Thì